Kẹp dao này là kẹp dao B nha anh em. Dê này cũng mọn nhưng mà mọn ít. Mọn ít. Mọn là từ cái đoạn lưỡi dao này mọn nhiều. Từ bắt đầu vô đây, tới đây mọn. Xong rồi tới cái tách này nè. Đó, cái tách này nó sẽ mọn khoảng này. Nó vô cái tách vô chẳng 3 bung, bung là bung đoạn này. Rồi chẳng 3 bung. Đấy, mà cặp này là mọn còn nhưng mà ít. Còn tận dụng được nhưng mà cái kẹp dao bên đây nè thấy không, cái chỗ này nó rộng ra, rộng ra, rộng tới đây, cái này rộng nhiều hơn chỗ này, chỗ này nó sâu xuống nè tới ngã ba nè, nó phía xuống đây nè, phía xuống này này nó cũng phết nó nhưng mà nó phết ít hơn. Giờ kiếm học hàng để thử coi. Rồi tới đây. Nó còn ngâm hơn, nói chung là ngâm kiếm còn tới đây. Nó sẽ rộng ra. Nó rộng ra. Nó sâu xuống. Nó phía xuống. Bên đây. Lỡ hơn. Nhưng mà cái này nè, màu nó cũng nó dốc lên dốc xuống nè, cái xuống đây cái lên đây cái xuống đây à, nó lõm 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 như không chứ không mà nè thấy nó lõm không, đây đây vô eo vô cái xuống đây lõm nữa, nó lõm xuống vậy đó, không có đều như nè. Cái anh chị nào mà nói mua ví dụ như mua kẹp dao B, mua kẹp dao nhỏ mà trẻ hàng lớn hay hàng vừa không đúng nha, tại vì mua kẹp dao nhỏ dù mua B đi không lên trẻ thì nó mòn nhưng nó mòn đâu có đều đâu à, nó lõm lõm nó bự ra nhưng mà nó đâu có đều đâu mà trẻ được à. Mà trong đó kẹp dao B á à, dẻo hàng ngay là trẻ nó dính dính không cắt không có tới, tại cái này nó cạn cạn cắt không có tới, nó sâu xuống lưỡi dao nó cao lên xíu cắt tới, còn nó cạn quá lưỡi dao cắt không tới ha, thì sẽ ra nhai những cái đó mà chị trẻ gần cả năm mà thằng B mà nó phá biết biết như là Nga rồi mà hết thằng B qua Nga nữa là nó còn cái này sao mà trẻ được, bởi vì cái suy nghĩ mà trẻ mua hàng kẹp dao nhỏ mà trẻ hàng lớn là suy nghĩ là sai nha anh em, người ta hai kẹp dao người ta để cho người ta trẻ nó lụm liền à, nó đạt luôn. Đó, chứ còn anh trẻ mà cả năm trời mà cho nó rộng ra để mà trẻ càng A một cái dao B rộng ra trẻ nghe là quá sai lầm, trẻ đó thời điểm đó nó phá biết như thế nào.